Giang Ưng đang đi trên đường đến nhà của Chu Gian, nhìn vào bảng quảng cáo ở ga tàu điện ngầm, cô có thể mua một căn nhà ở Ưng Giang với 500 triệu won. Sau đó cô bước vào nhà của Chu Gian, rồi cô xem điện thoại chồng mình, hồi tưởng lại lúc anh ta đến đây. Chu Gian khi đó đã nói rằng cô sẽ đi gọi chồng cô, vậy nên anh ta làm ơn chờ ở đây. Cô từ từ đi đến phòng khách, ngay khi cô bước vào, cô bắt gặp ánh mắt của Chu Gian. Nhưng Sang Ưn không dừng bước, cuối cùng cô cũng bước vào phòng con trai của Chu Gian. Cô ấy thật thông minh, xoay điện thoại 180 độ, chụp ảnh giống như Su Min đã chết. Sang Ưn nở một nụ cười mãn nguyện, cô nghĩ rằng mình đang tiến gần đến mục tiêu của mình. Hóa ra đêm qua Sang Ưn phát hiện vị trí cuối cùng của Su Min ở tại nhà của Chu Gian, vậy nên cô ấy đã gửi tin nhắn cho Chu Gian, muốn có 500 triệu won, coi như đó là tiền bịt miệng. Tuy nhiên Sang Ưn chỉ chuẩn bị 200 triệu won, điều này khiến Sang Ưn có chút tức giận. Số còn lại tôi sẽ đưa sau khi xong việc. Việc gì? Cô hãy làm ơn giết chồng tôi, như cô đã giết chồng cô. Sang Ưn rất tức giận khi nghe điều này, tiếp tay cho việc giết người là phạm tội. Hóa ra cái ngày Chu Gian đưa Sang Ưn từ đồn cảnh sát đến viện dưỡng lão, Sang Ưn quên lấy hộp đồ của chồng cô. Lúc Chu Gian mang nó lên phòng, tình cờ mẹ của Sang Ưn gọi cô qua giường bệnh, nói với cô ấy một cách đầy bí ẩn, con gái bà đã giết con rể. Sang Ưn giải thích rằng mẹ cô bị bệnh, bà ấy bị mất trí, nên toàn nói linh tinh, sao có thể tin lời nói đó. Vậy tôi tìm hiểu thêm nhé. Cho đến cùng, Chu Gian đe dọa Sang Ưn, nếu chồng cô để tâm vào việc cho điều tra lại vụ của Jun Bom, thì rất có thể sẽ biến Sang Ưn thành kẻ giết chết chồng. Sao cô phải làm vậy? Chu Gian nói lý do rất đơn giản, sau khi xong việc, cô sẽ đưa số tiền còn lại. Sang Ưn không phải là một kẻ ngốc, cô ấy biết hậu quả sẽ rất khó lường, hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng Chu Gian nghĩ rằng chỉ có mỗi Sang Ưn mới hiểu được lời đề nghị của mình. Lúc này Sang Ưn mới nhận ra rằng, người phụ nữ trước mặt mình đã hạ quyết tâm và sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Sang Ưn cần thời gian để suy nghĩ, cô lấy 200 triệu won và rời đi. Sang Ưn trở lại viện dưỡng lão và trả tiền viện phí cho mẹ. Cô nhận được một cuộc gọi từ chị dâu. Anh trai của cô mặc dù phẫu thuật thành công, nhưng vì ngủ gật trong lúc lái xe, nên sẽ phải đối mặt với mức bồi thường cao ngất ngưỡng. Chị dâu không còn cách nào, dự định sẽ bán nhà mẹ chồng. Cuối cùng Sang Ưn đã đưa cho chị dâu một ít tiền. Người mẹ biết con trai say rượu lái xe, bà nói với Sang Ưn, căn hộ đang ở, bà sẽ cho con trai, đồng thời bảo con gái đừng lo cho anh trai nữa. Từ bây giờ hãy coi như không tồn tại, bà biết rằng con trai sẽ gây rắc rối, còn bà thì sẽ điên hẳn và tiếp tục nói làm nhảm. Con dâu sẽ chăm sóc bà cho đến khi bà giao lại căn hộ, vậy nên xin con gái đừng lo. Sang Ưn có chút không hiểu, người mẹ phát hiện cô giết người, nhưng cô lại thấy bà nhẹ nhõm đến lạ. Bà đã thấy những vết bầm của cô do bị đánh, nhưng bà vẫn làm những món ăn chồng cô thích nhất, rồi tiễn cô về lại địa ngục đó. Người mẹ nghĩ nếu làm như thế thì anh ta sẽ thôi đánh con gái của mình. Sang Ưn đã rơi nước mắt, nếu con không giết hắn, hắn sẽ giết con thôi. Người mẹ quay đầu lại, bảo Sang Ưn bịt tai lại và làm như người xa lạ. Khi nào sinh con thì gửi cho bà một bức ảnh, khi Sang Ưn đang sống cuộc đời của mình. Lúc bà chết, hãy ghé qua viếng một chút như khách là được. Sáng ngày hôm sau, Chu Gian chủ động tìm đến nhà Sang Ưn. Sang Ưn đồng ý giúp Chu Gian giết chồng, nghe thấy Chu Gian chưa có kế hoạch gì, Sang Ưn đã bật máy quay lên. Bước một là tìm người hàng xóm, để cho cô ấy thấy các dấu hiệu bạo lực gia đình, bởi vì bạo lực gia đình có thể là bằng chứng gián tiếp. Bước thứ hai, nếu có bất cứ gì khả nghi liên quan đến Che Ho, hãy kể bóng gió cho hàng xóm nghe. Chu Gian nói rằng, tối đó, chồng cô lẽ ra sẽ gặp Jun Bom ở chỗ câu đêm, thì hôm sau Jun Bom được phát hiện là đã chết. Bằng cách này, người hàng xóm sẽ nghĩ rằng Che Ho là kẻ giết chết Jun Bom. Bước thứ ba, phải có gì đó ghi lại là Che Ho tự mua than bánh. Chu Gian viện cớ làm thịt nướng nhưng quên mua than, bảo chồng mua nó sau khi tan làm. Bước bốn chính là giết chồng. Lấy điện thoại của Che Ho nhắn tin cho Sang Ưn, Chu Gian nhân lúc chồng đang tắm. Chu Gian lấy điện thoại của chồng, nhắn tin cho Sang Ưn, Park Che Ho đây, tôi có việc nói cho cô biết về cái chết của anh Kim Jun Bom. Gặp tôi ở hồ chữ nước Ban Do nhé. Sang Ưn đồng ý với yêu cầu gặp mặt, sau khi xác định được thời gian, ngay lập tức xóa tin nhắn để tránh bị phát hiện. Bước quan trọng giết chồng là đây. Sang Ưn muốn biết Che Ho có hay dùng thuốc ngủ không, bởi vì muốn giết Che Ho, phải đảm bảo rằng anh ấy luôn trong trạng thái ngủ. Cả hai đồng ý hành động vào lúc 2 giờ chiều. Sang Ưn đến nhà Chu Gian, bỏ Che Ho vào cốp xe hơi, sau đó lái xe đến hồ chữ nước, kiểu như Sang Ưn sẽ đi đến điểm hẹn và phát hiện Che Ho đã tự tử. Do cảm thấy tội lỗi khi giết Jun Bom và Lee Su Min, qua đây có thể hiểu rằng Sang Ưn đã giết chồng mình theo cách này. Cô có bao giờ hối hận không? Có. Sang Ưn cầm lấy máy quay, đưa video cô bị chồng đánh đập hành hạ cho Chu Gian xem. Cảnh bi thảm này khiến Chu Gian rất sốc. Sang Ưn tưởng rằng đời mình thảm lắm rồi, tất cả chỉ vì anh ta. Nhưng thậm chí anh ta chết rồi, đời cô cũng chẳng khá gì hơn, nên cô chẳng còn biết phải trách ai về sự khốn khổ của mình nữa. Chu Gian tự hỏi bản thân cô cũng nên thấy như vậy sao? Đó là vấn đề của cô. Nếu cô có thể quay về quá khứ, cô sẽ lựa chọn như cũ chứ? Sang Ưn trả lời là sẽ, bởi vì cô tin cô đã không giết một mạng người, mà là cứu hai sinh mạng. Kế hoạch đang được tiến triển như mong đợi. Chu Gian rót cho chồng một ly nước ép dưa hấu, anh ấy cảm thấy đắng hơn bình thường sau khi uống nó. Chu Gian vội giải thích rằng cô ấy sợ cho quá nhiều đường, vậy nên bỏ thêm một ít táo. Cuối cùng Che Ho đã uống cạn ly. Lúc này Sang Ưn đã đến trước cửa nhà. Chu Gian tắt hết tất cả camera giám sát, đợi đến 2 giờ chiều. Điểm chú ý ở đây là
Sang Ưn bật ghi âm trước khi bước vào trong nhà. Theo như thỏa thuận, hai người đã gặp nhau. Sang Ưn nhìn thoáng qua, có thể thấy Chu Gian đang bị mắc kẹt trong cảm xúc. Sang Ưn bảo Chu Gian phải thật lạnh lùng, cứ thế mà làm. Lúc này Che Ho đang nằm trên ghế sofa, dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Đi theo con đường này đến hồ chữ nước bằng xe thuê, như thế mới tránh được camera giám sát. Lúc Sang Ưn hỏi Thanh Bánh thì sao, Chu Gian có vẻ do dự. Han Bánh, cô để đâu? Che Ho đã tiêm cho Sang Ưn một loại thuốc an thần, cô ấy ngay lập tức bất tỉnh. Mình không nên tin người phụ nữ này.